Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã khai giảng năm học mới 2021-2022. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới dự chung vui với thầy và trò nhà trường. Trong năm học 2020-2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Nhà trường đã tuyển sinh 69 lớp với trên 2.700 học sinh, sinh viên, vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp đạt 95%, trong đó loại khá giỏi chiếm gần 50%. Nhà trường đã chủ động hợp tác với 30 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm giúp cho học sinh, sinh viên có cơ hội việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Việc đào tạo theo địa chỉ sử dụng tiếp tục được nhà trường quan tâm triển khai, hoạt động hợp tác quốc tế được đẩy mạnh. Cùng với đó, nhà trường đã quan tâm tổ chức và tham gia các hội giảng, hội thi dành cho giáo viên và học sinh, sinh viên nhà trường, đạt nhiều kết quả cao. Năm học mới 2021-2022, nhà trường đã tuyển mới hơn 1.700 học sinh, sinh viên, học viên các hệ đào tạo. Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể lãnh đạo, giảng viên cùng học sinh, sinh viên trường Cao đẳng nghề trong lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh nhấn mạnh, năm học mới 2021-2022 dự báo sẽ là năm học còn rất nhiều khó khăn thách thức bởi dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, nhà trường phải chủ động xây dựng kịch bản năm học với các phương án để có giải pháp linh hoạt phù hợp với diễn biến của dịch bệnh. Để phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong 70 trường chất lượng cao của cả nước, nhà trường cần tập trung xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại, đổi mới nội dung chương trình và phương pháp đào tạo theo hướng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, tăng thời lượng thực hành, nhất là với những nghề đạt chuẩn quốc tế, ASEAN. Gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường với doanh nghiệp trong đào tạo và giải quyết việc làm, tiếp tục thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, nhà trường cần tập trung làm tốt công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo theo chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2021-2022 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, quan tâm tuyển sinh đối với nhóm lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh vùng dân tộc thiểu số. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đề nghị các thầy cô giáo tích cực đổi mới nội dung phương pháp đào tạo, học tập nâng cao trình độ, đặc biệt là ứng dụng kiến thức công nghệ mới để áp dụng vào giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Các em học sinh, sinh viên cần nỗ lực học tập và rèn luyện sớm trở thành những lao động trẻ có kỹ năng nghề cao, tham gia thị trường lao động, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã tặng hoa chúc mừng tập thể trường Cao đẳng nghề Yên Bái nhân dịp khai giảng năm học mới, đồng thời trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 3 tập thể, 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện 6 dự án theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm với tổng kinh phí trên 23 tỷ đồng. 6 dự án theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Văn Yên gồm dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm bưởi da xanh cho 89 hộ với kinh phí trên 8,6 tỷ đồng. Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm sắn và canh tác bền vững trên đất dốc tại 5 xã tổng diện tích 200 ha với 400 hộ tham gia, kinh phí trên 7 tỷ đồng. Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm măng tre Bát Độ, quy mô trồng mới 60 ha, chăm sóc 30 ha đã cho sản phẩm, kinh phí thực hiện trên 6,5 tỷ đồng. Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cá tầm thương phẩm triển khai trên địa bàn xã Nà Hầu với quy mô 24 bể cá. Các dự án đã tạo mối liên kết trong sản xuất giữa người nông dân và đơn vị bao tiêu sản phẩm, tạo thành chu trình hiệu quả từ khâu cung ứng giống đến sản xuất và tiêu thụ. Thời gian tới, huyện Văn Yên tiếp tục phát triển công nghiệp chế biến nông sản gắn với phát triển vùng nguyên liệu tập trung và tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích các doanh nghiệp có tiềm lực, ứng dụng công nghệ cao, tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị khép kín, tạo ra sản phẩm có thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường. Với việc kiểm soát tốt bệnh dịch tả lợn châu Phi, huyện Yên Bái là một trong số ít các địa phương có tốc độ tái đàn nhanh của cả nước. Hiện tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh đạt trên 507.000 con, tăng 14% so với cùng kỳ.
Đến giữa năm 2020, sau khi hết dịch tả lợn châu Phi, người chăn nuôi bắt đầu cơ cấu lại đàn lợn, chăn nuôi theo quy trình an toàn sinh học chặt chẽ. Ngoài ra, tỉnh Yên Bái đã ban hành các đề án, các chính sách hỗ trợ để phát triển chăn nuôi theo nghị quyết số 13/2020 của Hội đồng Nhân dân, đã khích lệ người chăn nuôi tái đàn trở lại. Nhờ đó, đến nay, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt hơn 26.000 tấn, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều tỉnh thành trong cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội. Đầu ra tiêu thụ các sản phẩm thịt lợn bị chậm khiến cung vượt quá cầu, đẩy hàng vạn người chăn nuôi lợn điêu đứng do giá thịt lợn giảm sâu, trong khi giá thức ăn lại tăng cao. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Văn Chấn đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức trên 150 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi cho gần 12.000 lượt hội viên tham gia. Qua đó đã giúp cho trên 1.600 hội viên nông dân thoát nghèo. Hội Nông dân huyện Văn Chấn cũng đã phối hợp với các cơ sở dạy nghề, mở trên 60 lớp đào tạo nghề cho trên 4.200 hội viên. Qua đó tạo việc làm cho trên 3.000 hội viên. Tuyên truyền vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Đến nay, toàn huyện đã có trên 47.500 lượt hội viên được công nhận là hội viên sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó cấp huyện 10.235 lượt hộ, cấp tỉnh có 1.845 lượt hộ, cấp trung ương có 232 lượt hộ. Ngoài ra, các cấp hội còn vận động hội viên hiến trên 8.000 m2 đất, góp trên 150.000 ngày công và gần 10 tỷ đồng sửa chữa nâng cấp mở mới trên 550 km đường giao thông nông thôn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đến nay, toàn tỉnh có gần 123.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, 88,6% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Trong 8 tháng năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh thu trên 1.100 tỷ đồng, đạt 63% so với kế hoạch giao. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, 65 doanh nghiệp dừng hoạt động, số nợ bảo hiểm xã hội trong 8 tháng là hơn 60 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu kép vừa mở rộng diện bao phủ người tham gia bảo hiểm xã hội, vừa đảm bảo đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tham mưu cho cấp ủy chính quyền chủ động rà soát dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra. Bên cạnh đó, tăng cường đôn đốc thu, phát triển đối tượng phù hợp với tình hình thực tế. Ban chỉ đạo diễn tập huyện Bình vừa chỉ đạo hai xã Tân Nguyên và Bảo Ái tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ hai xã Tân Nguyên và Bảo Ái năm 2021 được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang xã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng an ninh. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ với nội dung thực binh. Công an xã Bảo Ái xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Trung đội dân quân cơ động xã Tân Nguyên đánh địch lâm thời, phòng ngự tại địa hình rừng núi. Cuộc diễn tập diễn ra trong điều kiện đảm bảo đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong tác chiến phòng thủ, vận dụng linh hoạt kỹ thuật, chiến thuật, chiến đấu của lực lượng vũ trang và công an hai xã. Đặc biệt, phần diễn tập thực binh đã được thực hiện linh hoạt, đảm bảo an toàn, sát với tình hình thực tế tại địa phương. Sau một ngày tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, hai xã Tân Nguyên và Bảo Ái đã hoàn thành tốt nội dung chương trình theo yêu cầu đặt ra và được đánh giá đạt loại giỏi. Năm K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Thực hiện tốt 5 K, gồm khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly, khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.